Tính nguyện trì danh thì có thể giảng sanh. Tính nguyện trì danh đơn giản. Chỉ một câu a Di đà Phật này phải thường niệm. Mọi lúc mọi nơi không nên gián đoạn học niệm thầm niệm trong tâm nghe trong tâm không nên niệm nhanh a à, mi Đà Phật Tốc độ như vậy là được Từng chữ niệm rất rõ ràng Nghe rất rõ ràng Nghe thế nào? Tai Phải lắng nghe âm thanh bên trong Không mở miệng niệm Niệm thầm có tiếng tai phải chuyên nghe phật hiệu bên trong nghe được rõ ràng rành mạch niệm rõ ràng nghe rõ ràng quan trọng hơn tất cả quý vị có thể nghe rõ ràng từng chữ thì sẽ không có dòng niệm đi vào nếu quý vị không nghe chỉ có vọng tưởng, có tạp niệm, phá hoại tất cả công phu niệm phật của quý vị, nên nhất định phải nghe. Cách nghe này chính là phương pháp tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Quán Âm dùng nhĩ căn, phản văn văn tự tánh. Ngài không nghe bên ngoài mà ngài nghe bên trong. Bồ Tát Quán Âm, tu pháp môn nào mà thành tựu? Chắc chắn cũng là tu niệm A Di Đà Phật mà thành tựu. Bồ Tát Đại Thế Chí là niệm A Đà Phật và thành tựu. Bồ Tát Quán Âm cũng không ngoại lệ. Ngày nay Chúng ta kết hợp phương pháp của Ngài Quán Âm Ngài Thế Chí lại thành một Đó là phản văn của Bồ Tát Quán Âm Chúng ta nghe gì? Chúng ta chỉ nghe A Đà Phật Đừng nghe những điều khác Cũng tức là không nên để những điều khác trong tâm Trong tâm chỉ để A Đà Phật ngoài ami đà phật ra thì không nên để thứ gì trong tâm khi việc đến rất rõ ràng làm việc xong rồi thì điềm nhiên như không có việc gì tuyệt đối không để những việc ấy trong tâm chỉ để ami đà phật trong tâm thì quý vị ở thế gian này bất kể làm việc gì cũng không chướng ngại. Lá hòa thượng hải hiện biểu diễn cho chúng ta trong cuộc sống Phật hiệu không gián đoạn. khi ăn cơm không gián đoạn. khi mặc quần áo không gián đoạn. khi làm việc không gián đoạn bất luận làm ngành nghề nào phật hiệu trong tâm không gián đoạn công phu này rất đắc lực ba năm 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 thì công phu thành phiến rồi Tôi đã học Phật nhiều năm như thế Thế hội được Chỉ cần công phu thành phiến Tức là nói trong tâm chỉ có Phật hiệu Ngoài Phật hiệu thì không có gì cả Đó là thành phiến Giảng sanh đến thế giới cực lạc Là thật sự rời cứu cánh khổ Được cứu cánh vui Chúng ta phải biết điều này. Cơ hội đời này của chúng ta thật hiếm có. Gặp được rồi. Gặp được pháp môn thù thắng như vậy. Gặp được cơ duyên không thể nghĩ bàn. Nhất định phải nắm bắt. Trong đời này y giáo tu hành Một câu Đà Phật niệm đến cùng Buông xuống dạng duyên Thì thành công rồi Phải thật chịu buông xuống Trên Kinh Kim Cang Phật nói với chúng ta Pháp còn phải xả Huống chi phi Pháp Về Pháp Tất cả Pháp mà Đức Thích Ca Bồ Đề Phật đã thuyết trong 49 năm Bù xuống tất cả. Chỉ chọn lấy pháp môn Tịnh Tông của A Di Đà Phật. Ở trong một bộ kinh này xây dựng niềm tin kiên cố từ trong tính tâm kiên cố phát ra đại hoàng thệ nguyện tính nguyện trì danh thì có thể giảng sanh. Tính nguyện trì danh đơn giản. Chỉ một câu A Di Đà Phật này phải thường niệm. Mọi lúc mọi nơi không nên gián đoạn. Học niệm thầm Niệm trong tâm Nghe trong tâm Không nên niệm nhanh A Mi Đà Phật Tốc độ như vậy là được Từng chữ niệm rất rõ ràng Nghe rất rõ ràng Nghe thế nào? Tai Phải lắng nghe âm thanh bên trong Không mở miệng niệm Niệm thầm có tiếng Tai Phải chuyên nghe Phật hiệu bên trong nghe được rõ ràng rành mạch niệm rõ ràng nghe rõ ràng quan trọng hơn tất cả quý vị có thể nghe rõ ràng từng chữ thì sẽ không có dòng niệm đi vào nếu quý vị không nghe thì có dòng tưởng có tạp niệm phá hoại tất cả công phu niệm phật của quý vị nên nhất định phải nghe cách nghe này chính là phương pháp tu hành của bồ tát quán thế âm ngài quán âm dùng dĩ căn phản văn văn tự tánh ngài không nghe bên ngoài mà ngài nghe bên trong Bồ Tát Quán Âm tu pháp môn nào mà thành tựu? Chắc chắn cũng là tu niệm A Di Đà Phật mà thành tựu. Bồ Tát Đại Thế Chí là niệm A Đà Phật mà thành tựu. Bồ Tát Quán Âm cũng không ngoại lệ. Ngày nay Chúng ta kết hợp phương pháp của Ngài Quán Âm Ngài Thế Chí lại thành một Đó là phản văn của Bồ Tát Quán Âm Chúng ta nghe gì? Chúng ta chỉ nghe A Đà Phật Đừng nghe những điều khác cũng tức là không nên để những điều khác trong tâm trong tâm chỉ để ami đà phật ngoài ami đà phật ra thì không nên để thứ gì trong tâm khi việc đến rất rõ ràng làm việc xong rồi thì điềm nhiên như không có việc gì tuyệt đối không để những việc ấy trong tâm chỉ để mi đà phật trong tâm thì quý vị ở thế gian này bất kể làm việc gì cũng không chướng ngại lão hòa tường hải hiện biểu diễn cho chúng ta trong cuộc sống phật hiệu không gián đoạn khi ăn cơm không gián đoạn khi mặc quần áo không gián đoạn khi làm việc không gián đoạn bất luận làm ngành nghề nào phật hiệu trong tâm không gián đoạn công phu này rất đắc lực ba năm 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 thì công phu thành phiến rồi tôi đã học phật nhiều năm như thế thế hội được chỉ cần công phu thành phiến tức là nói trong tâm chỉ có phật hiệu ngoài phật hiệu thì không có gì cả đó là thành phiến thành phiến thì ami đà phật và quý vị có cảm ứng quý vị có thể nhìn thấy A Đà Phật hoặc trong định hoặc trong mộng quý vị có thể thấy được A Đà Phật sẽ tiết lộ thông tin cho quý vị thì tâm của quý vị càng vững chắc A Đà Phật đến nói với quý vị thỏa mạng của quý vị vẫn còn bao nhiêu năm Để khi thọ mạng của quý vị hết Thì Phật đến tiếp dẫn quý vị Phật không có giọng ngữ Phật sẽ không quên Đến lúc đó Phật sẽ đến thông báo cho quý vị Nói với quý vị ngày nào năm tháng ngày giờ tức chúng ta nói là mấy giờ ngài sẽ nói với quý vị đó là lần thứ hai quý vị nhìn thấy phật lần thứ ba khi thời gian đến rồi ngài đến tiếp dẫn quý vị quý vị nhìn thấy phật đến tiếp dẫn đi theo ngài thôi mỗi người niệm Phật hiện tiền nhìn thấy Phật ít nhất ba lần đến thế giới cực lạc quý vị sẽ không rời xa A Đà Phật nữa quý vị thường xuyên ở bên cạnh ngài đó là tương lai thấy Phật tương lai đến thế giới cực lạc quý vị chủ yếu không rời khỏi A Đà Phật điều này là thật chứ không phải giả chúng ta có thể không đi sao đến thế giới tây phương cực lạc thân thể có được là thân kim can bức hoài thân thể ấy vô cùng di diệu không cần ăn uống không cần ngủ nghỉ Quý vị nói xem tốt biết bao Ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta đây Mất biết bao thời gian Thời gian này đều là lãng phí mất Người của thế giới cực là không cần ăn uống Không cần ngủ nghỉ Thời gian của họ là toàn dạng vì vậy người ở nơi đó thật sự tin tấn quý vị không tin tấn cũng không được Di đà phật ở bên cạnh nhắc nhở quý vị bất kể quý vị muốn học pháp môn nào khi đến thế giới cực lạc Di đà phật đều sẽ dạy quý vị có rất nhiều thời gian ở thế giới cực lạc nhất định là một đời viên mãn chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác Do đó Nguyện của Đức Mi Đà phát ra Là biển nguyện nhất thừa Nhất thừa là thành Phật Tất cả chúng sanh ở hiện tại và trong tương lai Đều nương vào biển nguyện nhất thừa này mà được độ thoát độ thoát an toàn ổn định không giống như các pháp môn khác các pháp môn khác không nắm chắc việc độ thoát còn pháp môn này nắm chắc sự nắm chắc này hoàn toàn dựa vào a đà phật chúng ta ở đây phải tạo mối quan hệ tốt với a đà phật Mong rằng A Di Đà Phật trong tương lai không xa đến tiếp dẫn chúng ta giảng sanh. Thường xuyên có ý niệm này, luôn luôn có tâm này. Đó là người niệm Phật thật sự.